Em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một tay mic tiếp một bộ mic tiếp theo trong ngoài tay. Hôm nay mới về mấy bộ nhá. Nhưng bộ mic này có mức giá bình dân nha bác. Số thứ tự em xếp số thứ tự là số 57 này. 57, 57 và 57. Đây là cả bộ của nó. Có dây nguồn cho các bác thoải mái nhé. Một bộ này để cho các bác 1.600.000. Sau đây em test các tay mic cho các bác này. Em ghép hết rồi. Alo. Tất cả cái tay mic này rất là ổn luôn. Em ghép cho các bác trên cái nền này của bộ âm ly dân vua này và đôi bầu này. Đấy. Báo cáo các bác là đây. Bước em đang nói là cái mic bên trái. Em đang quay cho các bác đây. Chất âm rất ấm và dày. Đây là bộ mic không dây Top U 811 811, có mức giá là 1.600.000 cả bộ này. Một cả bộ là gồm có hai tay mic 1.600.000. Các bác nhìn nhé, em đứng từ cái đầu đầu này cho em ngồi đúng ly loa này, khoảng cách của mic này nó chỉ có 50 cm rồi, nó chưa rú đấy các bạn, chưa thấy nó rú thì không biết là như nào rồi. Ở đây là bộ mic U 811 nhé, mức giá 1.600.000. Đây là chiếc mic này. Tắt này, sang chiếc này nhé. Đấy, đây nó trùng với 53 này. Đây các bác nhớ là dò những cái số này này, trùng với số này là đúng. Nhiều lúc ở nhà gia đình các bác ấy nhiều kêu nhá, vô tình là cái số bác lần sau nhá, vô tình các cháu nó chỉ ấn vào đây này, nó nhảy sang 54 này, nó không bắt được nhau đâu. Nên các bác nhìn là cái tay mic nó hiện 153 thì các bác dò cái số này 153 trùng nhau, xong ấn set ở giữa là lưu lại nhé. Ấn set ở giữa lưu lại, bởi vì là có rất nhiều gia đình các cháu có tay với ấn đấy, ấn lên tự nhiên đang không 153 nó nhảy lên 154 hoặc là số 152 hoặc số 90 chẳng hạn, thì các bác phải dò nó lại. Nhiều bác không biết đấy. Đây là bộ mic số thứ tự là số 57, có mức giá là 1.600.000. Cảm ơn các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. Số 57. Đây, còn đây là nút nguồn của nó này. Đây là nút chỉnh lên chỉnh xuống này, chính xét này. Được chưa? Đây là volume to nhỏ tổng. Ví dụ như bác muốn vặn âm ly to lên thì bác giảm đường mic ở đây, giảm đây được. Giảm thẳng đây. Bác có hai cách giảm đường mic là giảm tại đây hoặc giảm đường mic tại tổng trên này. Đấy, hoặc là cho to nhỏ tại đây. Tùy các bác nhé, đường mic. Đấy. Được chưa? Còn đây là nút nguồn tổng của mic này. Đấy, ấn giữ tay cái tắt. Được chưa? Đấy, bộ mic này gồm có hai tay mic đầu và nguồn cho các bác luôn, nguồn dây. Mức giá 1.600.000 bộ này. Bộ số 57 các bác nhé. Em chào bác. Bộ số 57 ạ. Đấy, 57. U 811.